nhật ký đại học. Xin chào mọi người, mình là Cucu đây. Video lần này sẽ là một chiếc daily vlog quay lại những ngày đi học của mình là một sinh viên Profcom. Nhưng trước khi bắt đầu, chúng ta cùng nhau điểm lại những hoạt động nổi bật trong những tuần vừa qua nha. Is it fine if I don't really like the distance between you and I? I wanna pull you close to me. Để ý hả? Chị mở mắt. Không, ý là mở gắt máy là mọi người xin không ạ? Chị mở mắt. Thứ hai và thứ tư là những ngày mình không có lớp. Thường thì mình sẽ học bài và nghỉ ngơi tại nhà luôn. Tuy nhiên thì những tuần có deadline thì mình sẽ lên trường làm bài để năng suất hơn, hoặc là để làm cùng bạn bè cho vui. Hiện tại thì mình đang ngồi trong thư viện trường, cũng có nỗ lực để mà vlog lại, nhưng mà về nhà thì lại không nghe thấy gì luôn. Hiện tại mình đang trong thư viện trường cho nên là không có nói lớn được. Vì hôm nay thì mình không có lớp, cho nên mình chỉ lên đây để học bài thôi. Thế là lúc mình học bài sẽ rất là chán. Mình sẽ dẫn mọi người đi cái triển lãm mà mình đã quay ở tuần trước nha. Ok, let's go. Darling, you should hurry home. I left the keys under the front door mat. Though it won't be long until I row home. Please allow me to love you like my last. My slumber got disturbed. Only hoping. Hiện tại đã là 2:03. Cái này đồ ăn mình tự mang theo. Đây là cá ngừ, salad cá ngừ nè. Udon. So yummy guys. Đây chai mocha sim như tăng. Người đồng bọn của mình tới rồi. Những người chị em. Bây giờ là mấy giờ? 3:30 rồi, tụi nó mang chưa mọi người? Bữa ăn đầu tiên trong ngày á mọi người ơi. Uống cà phê à? Uống cà phê. Trà sữa. Trà sữa, sữa tươi trân châu đường đen. Mọi người ơi, bắt ai bắt đầu sữa tươi trân châu đường đen. Hôm nay tụi mình có cái này là cái gì, mì Singapore, biết phải Singapore nữa. Ok. Chắc của Việt Nam á má. Thay đồ Việt Nam không ạ? À? Chào một cái Samita. Với cái túi thần kỳ này thì mọi người nghĩ là nó học môn gì? Cô mình lên trường để mình mới lên chứ thôi. Thôi đi. Mình phải chạy từ Bình Thạnh qua bên đây để mình lên trường cô, xong giờ cô đi về chung với mình. Là vậy hả? Là mày chỉ muốn tao đi về chung với mày thôi cho nên mày chạy từ Bình Thạnh qua đây hả? Đúng rồi. Mơ mình nha. Như vậy nó tối. Mày dép đi trời. Mình mới cột lần nữa mọi người. Giờ mình về nha mọi người. Bye bye. Vậy là hết một ngày đi học rồi đó. Chua. Cái này là waffle và bông gà nha mọi người. Travel crust. Cái
là mình thích nhất. Thích nhất ở South Bend. Back to the salad. Chúng ta có salad, cá ngừ và trứng. Wow. Wow. Không có đỏ mà đỏ nha. Thôi được rồi, quay rồi nè. Mình uống nước nè. Mình bỏ ra đây mình tính cà cho Coco mà xong nó từ chối rồi. Từ chối. Được không? Đừng có đổ. So here's my love letter. And trust it to the weather. And right across the waves. And flow through the clouds. And when it's delivered, to what you want weathered, you can send it back or keep it around. Thứ tư không lên trường nên là mình có hẹn cà phê cùng với những người bạn cấp 3. Vì lâu rồi không gặp cho nên hãy gặp lại nhau là có rất là nhiều chuyện để nói, để kể. Rồi sau đó thì cũng tới những thủ tục check-in như bình thường thôi. Ready to explore the feelings I have when you pass that store. Watch you look older sitting down with cigarettes of ours. What you gave him all your money for such a precious story. But life has treated you so good. Then goodbye to our memories. Sitting down with cigarettes of ours. Ủa tưởng chạy deadline. Không, nó chờ mày lên, nó chạy chung mà mày lên trễ quá. Thế là mày coi phim. Mày tao không biết phải làm gì. Coi phim. Người học giỏi. Coi phim chờ. Đúng là người có học. Bộ nè. Hai đứa đều hỏi em quá, nói không được. Mình đoán là cũng có bạn sẽ hỏi cái môn mình đang học hiện tại là học những gì. Nói về Prof Com Foundations, đây là môn mình sẽ được học các khái niệm và lý thuyết cốt lõi trong nghiên cứu về truyền thông. Sẽ được xem xét các quy trình, thực hành và góc nhìn truyền thông chuyên nghiệp, đồng thời tìm hiểu cách thức truyền thông hoạt động trong bối cảnh xã hội, văn hóa, chính trị và đạo đức cũng như là các tổ chức khác nhau, phát triển hiểu biết về liên ngành cũng như là sự giao thoa giữa các lĩnh vực quảng cáo, báo chí, sản xuất truyền thông và quan hệ công chúng. Với trứng có lòng đào kìa mọi người thấy không? That is a lòng đào. Thịt bò and canh. Mèo sơ. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Hello mọi người, tụi mình đang ở trong thư viện để chạy deadline. Mà có chạy deadline không? Không biết nữa. Turn 25. Don't know what I'm doing with my life. Something tells me I should keep on trying. But giving up seems way too nice. Way too nice. All of my friends are doing things. Yeah, well I drive alone down empty streets. It's like I should be there by now. I can't see the road somehow. Well, how does my future play out? Cause I don't wanna let my mom down. Giữa cái thời tiết này thì tụi nó quyết định đi mua kem ăn. Thế là ý là từ bên kia.
thì vẫn còn khô. Bước ra đường một cái, trời ơi. Cái mình đứng là nó có sợ nó nó mưa lớn đi. Không hề ướt. Ủa sao mua kem đấy? Chào. Trời ơi. Rồi bây giờ tụi mình không biết về như thế nào mọi người. Phải ăn kem vào ngày mưa mới ngon. Ăn ngày nắng cũng ngon. Where I draw the line. I'm too old to say I got time. Có đậu dán vậy hả? Đúng rồi. Chứ sao? Cảm giác hồi mới nằm lên hả? Sợ lớn. Vừa đập chân lên thư viện được 5 phút đi ăn rồi. Nhìn không có ngon lắm. Bánh ốc xo. Mà ngon nha mọi người. Bánh đây, bánh đây. Xem một cái xinh như ta. I'm so in love with you. You just hug me and give me warmth. It could took away my pain and you let me feel so safe and peacefully calm. Dark run away, season call again. Beside my ears and I'll fall asleep again into your dust and soothe my tired to glow it all I see. Chúng ta đang đi đâu thế? Thì thực sự thì mình có lớp môn Modern Asia, châu Á hiện đại. Cambridge Professional Communication Foundations là môn gấp đôi tín chỉ. Modern Asia chỉ học một buổi một tuần. Môn này thì mình sẽ được học và trải nghiệm cũng như là dần trả lời các câu hỏi về các vấn đề xung quanh sự phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế và truyền thông của châu Á. Một số câu hỏi mà mình sẽ trả lời được sau khi học môn này đó chính là: hiện đại là gì? Có sự đa dạng của châu Á hiện đại với một bản sắc riêng của nó hay không? Chính trị, kinh tế và văn hóa ở châu Á được hiện đại hóa như thế nào? Tuy nhiên, khác với tuần trước, tuần này là do Long Thể có hơi bất an, cho nên là mình nghĩ nếu như mà mình lên lớp học offline thì khó có thể tồn động lại gì sau buổi học, nên mình đã mail xin cô cho học on buổi ngày hôm đó, và cô cũng rất nice về việc đó nữa. Hello, mình đã học xong rồi. Giờ tụi mình sẽ đi về, mình sẽ kết thúc vlog tại đây luôn. Bye bye mọi người. See you. Không mà giống đi học. Ta chăm cho, không phải chơi chăm cho. Cái này là cái gì đó? Quyến hẹn, có giới hạn. Thầy cũng có chơi một tháng. Ô rộng ta. Ô sức ta. Ủa đi làm cho. Mà cút xù. Không biết chuyện gì. Trời ơi, sao mà nói chuyện một tháng rồi hiểu quá. Cái nó chảy sản ra xong cái nó chồng cái cây mà. Chảy sản vậy. Nó làm giống như sỏi hay gì á, rồi để cái cây chết khô. Chị là không cố gắng gì luôn. Không cần một đề phòng gì luôn.